Nikolai Peskov, con trai phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết anh sử dụng tên giả khi gia nhập Wagner và đã hoàn thành hợp đồng với tập đoàn. Tôi coi đó là nghĩa vụ của mình. Tôi phải tham gia và giúp đỡ mọi người ở đó. Tôi không thể cứ ngồi đó chứng kiến bạn bè và nhiều người nữa tới đấy. Nikolai Peskov, con trai phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, ngày 22 tháng 4 kể lại về thời gian phục vụ trong hàng ngũ Wagner trên chiến trường Nga-Ukraine. Nikolai Peskov, 33 tuổi, khẳng định tham gia Wagner hoàn toàn là quyết định cá nhân và anh được cả gia đình ủng hộ. Ông Dmitry Peskov nói với anh rằng đây là điều đúng đắn cần làm. Anh cho biết đã hoàn thành hợp đồng 6 tháng với tập đoàn Wagner trong kiếp vận hành pháo phản lực BM-27 Uragan 220mm. Anh kể rằng đơn vị của mình khá bận rộn và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trên tiền tuyến. Đơn vị của Nikolai Peskov được trao huân chương dũng cảm sau một lần làm nhiệm vụ. Trong hàng ngũ Wagner, Nikolai Peskov sử dụng tên giả để đồng đội không biết anh là con trai của phát ngôn viên Điện Kremlin. Anh từ chối tiết lộ cái tên này vì có thể cần đến trong tương lai, dường như đề cập khả năng tái nhập ngũ. Trước đó, lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigorin cho biết con trai của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tham gia tập đoàn quân sự tư nhân Nga. Song không nêu tên anh này. Ông Prigorin nói sau khi gia nhập Wagner, con trai ông Peskov thể hiện tốt ở vị trí lính pháo binh, vật lộn với bùn đất ngập đến đầu gối. Nikolai Peskov sinh năm 1990, sau đó cùng mẹ tới Anh sinh sống. Anh quay lại Nga và phục vụ trong lực lượng tên lửa chiến lược năm 2010-2012. Sau khi chiến sự Nga-Ukraine bùng phát, Mỹ và Anh tháng 3 năm 2022 áp lệnh trừng phạt nhằm vào Nikolai Peskov. Tập đoàn Wagner thành lập năm 2014 và có khoảng 8.000 nhân sự tính tới tháng 4 năm 2022. Tập đoàn quân sự tư nhân Nga sau đó mở rộng đáng kể quy mô và tham gia ngày càng tích cực vào chiến sự với Ukraine. Wagner được cho đã đưa hàng chục nghìn thành viên tới Ukraine. Các đơn vị xung kích của tập đoàn đang đóng vai trò mũi nhọn trong chiến dịch tiến công thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk. Phương Tây gần đây áp một số lệnh trừng phạt nhằm vào tập đoàn Wagner do tham gia chiến dịch của Nga ở Ukraine. Theo Reuters, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.